Đi. Xin chào quý vị và các bạn. Không ngờ đất đây nó rẻ như cho. Quá. Ơn lạnh thưa quý vị. Khiếp. Đúng là đất đây rẻ là đúng rồi quý vị các bạn ơi. Ở đây là một cái vài hình ảnh. Ui, nhà hoang, khu đô thị hoang. Nhà cửa, đất đai. Khiếp. Rồi, trước khi đi vào mình tham quan cái khu vực này, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đây là một vài cái hình ảnh mà Sài Gòn Camera giới thiệu đến cùng quý vị và các bạn cùng xem chơi ha. Đây là một cái dự án mà chỉ cách đứng bên sông nhìn đứng bên Sài Gòn ha. Nhìn qua bên đây là thấy luôn á. Nếu có cái cầu bắc qua thì coi như là tuyệt vời. Nhưng mà ui à, quý vị thấy nhà cửa này, đất đai này. Thế ớn thiệt chứ. Đúng là nó tiêu điều hoang vắng ha. Nhà cửa này, ui da, khiếp quá quý vị. Đó những cái hình ảnh mà quý vị cảm thấy thấy ớn không, ớn lạnh không. Rồi giờ mời quý vị và các bạn cùng đi theo Sài Gòn Camera đi về cái khu vực xã Long Thọ, khu dân cư Long Thọ nhé, xã Phước An, huyện Nhân Trạch, chỉ cách Sài Gòn một con sông. Nếu có cái cầu Cát Lái hoặc cái cầu Bình Khánh, Bình Khánh Cát Lái thì Nhà Bè á, mà đi qua đây thì chỉ khoảng nó rút lại cái thời gian rất là gần luôn. Nhưng mình giờ mình đi qua đây, ui mình chạy qua đây mình thấy những khu nhà này thì hơn quá. Chạy qua đây quay cho quý vị và các bạn coi. Khiếp quá đi. Ui giờ sao cho người ta xây xong người ta để này. Không biết đây ai xây, chủ đầu tư xây hay là cái người đầu cơ xây. Vô đây quý vị ha. Mùa này mùa nắng cho nên là cỏ rồi nó người ta cũng chặt bớt đi rồi, nhìn nó quang đãng mới dám vô. Quá. Hai ba người mới dám vô nha. Ui. Ôi giời. Phần khung làm xong rồi xây. Khiếp quá. Ui. Ui, đây người ta xây cái hầm phân hầm đồ đạc hết rồi. Hầm phân này, hầm gì nữa đây, hầm chứa nước ấy, ố thang máy gì gì đây. Khiếp. Biệt thự. Đây là những cái biệt thự. Ui dạ. Ông nó cắn cái việc ông. Quá hai trời ông. Ui dạ. Ui dạ nó cắn. Ui dạ vô đây ông cắn. Ông vò vẽ gì quý vị ơi. Nhân là chạy kịp ạ. Kịp quá. Rồi mình đi ra sau này coi nha. Đó cái chỗ cái góc đó nãy mình vô đó ông cắn ghê thì. Nó nằm trên các cái đầu cửa hay sao á. Ớn quá. Khiếp cái tổ ong khiếp. Ui, đây là một loạt luôn quý vị bạn. Một loạt luôn. Hình như là tới 8 cái cụm giống như vậy quý vị. Cái này mình nghĩ chắc hai cái biệt thự kiểu như song lập á, hai cái so kè nhau. Ui giờ để hoang thì khoan. Khiếp. Khu vực này mình được biết thì chợ 20 năm hay rồi đó, 20 năm. Người ta xây lên người ta bỏ luôn quý vị. Ui giờ. Giờ nó người ta đốt cỏ rồi cây rồi đi nhìn nó lộ diện rồi quý vị này, lộ diện ở những căn nhà hoang. Những căn nhà khiếp thì chứ. Này mà mưa xuống cỏ rác lên đâu dám vô, mùa này mà ong quý vị thấy chạy gần chết. Khiếp cơ quý vị ơi. Úi trơ trọi bên kia làm dưới chừng người ta bỏ đi luôn, cột lên chỉ lên trời. Khiếp quá. Đó thì mình đã nói đây là khu đô thị của Nhân Trạch, xã Long Thọ đó quý vị này. Bất ngờ quá ha.
Đây nghe nói một cái dự án ghê gớm lắm quý vị, với diện tích là khoảng 200 223 hecta đó, hơn 223 hecta. Rồi, người ta làm bán cái đất nền này, biệt thự này, rồi nhà vườn này, nhà liền kề này. Ui, khu vực này quý vị thấy khiếp khiếp. Biết bao nhiêu báo chí người ta nói về cái vụ mấy cái nhà này quý vị này. Đó, hôm nay mình thấy xong là nó trống trải mới dám đi vào đây. Mùa mưa chắc cỏ nó lên dữ lắm. Đó quý vị thấy cây mà nó leo lên mà giờ người ta đốt mà nó cháy rồi, nó ấy, nó còn bu ở trên tường này. Đó. Còn bu đây này quý vị này. Khiếp chưa? Ui giời. Ghê quá quý vị. Thật sự ghê. Đó, những cái căn nhà người ta xây kiểu như vậy. Mình nghĩ đây là hai cái biệt thự song song lập hay là một căn gì đấy, mình nghĩ là hai căn quá. Tại vì đây là khu vực ấy này ha, còn bên đây có một cái giống chữ L này. Đó, kiểu như song lập Và sau cột thì mình thấy nó chung chung nhau, không biết như tình hình nào. Giờ người ta bỏ luôn rồi, khiếp quá. Cây cỏ nó lên tường mục hết rồi. Khiếp. Ui, mình đi vô đây mình ớn, hai ba người đi ớn không, vô đó mà ong cắn chạy không kịp luôn á. Đó, đó là những cái căn nhà hoang, hình như là cũng 8 cụm, nó giống vậy đó quý vị, 8 cụm giống vậy á. Đó. Đó thì theo mình được biết thì diện tích đây nó vô chừng lắm từ 90 m², 100 m², 120 m², 300 m². Đó, người ta quy hoạch như vậy đó. Đây là những cái dãy biệt thự mà mình không hiểu tại sao người ta làm lên như vậy, người ta bỏ. Nó không biết là như mình đã nói đó, không biết là chủ đầu tư hay là người đầu cơ hay là người đầu tư. Cũng nhiều tiền đó quý vị, cũng nhiều tiền đó. Làm lên cái cỡ này bê tông thì xong rồi nè. Bây giờ chỉ việc xây xây này kia thôi. Quý vị tham. Tiếp. Ghê quá. Nhìn ban đêm chắc ớn lắm quý vị, ban đêm thì khiếp rồi, không dám đi qua những cái khu vực như thế này đâu. Đó, dài ghê. Tiếp chưa? Đúng là không nói lên lời ha quý vị, khi nhìn thế này không nói lên lời. Khiếp quá. À, đây và người ta cũng chào bán này quý vị các bạn, đây người ta cũng chào bán đồ này kia ha. Vẫn là giao dịch. Những cái bảng của anh môi giới đây thì nhiều lắm luôn. Và hiện tại người ta chào bán khoảng 7 triệu một mét vuông quý vị. À, có thể là trả giá 6 triệu, 5 triệu người ta cũng bán nữa đó. Mình nghĩ vậy đó. Tại vì người ta chào 7 triệu mà. Có anh thì nói 9 triệu nhưng mà không nói đâu. Ui giờ đây một căn nhà này, cũng vậy quý vị. À, cái mái người ta đổ luôn, mái này mái lợp ngói không. Đây là một trệt một lầu này, dạng biệt thự này. Trên người ta làm mái luôn này. Khiếp. Cây cỏ lên chỗ nào thì để trống để hoa nhiều lắm. Ui giờ nói thôi, cái dự án này thì bao la bát ngát rồi. Nó thỉnh thoảng thì cũng có một vài nhà người ta ở trong đây nghe quý vị nghe, cũng có cư dân ở đây này. Nhưng mà cái dự án này hình thành gần cả 20 năm nay rồi đó, từ năm 2003, 2004, 2005 gì tới giờ mà. Ở đây cái căn ngay góc luôn, người ta làm lên rồi cũng một trệt hai lầu ngay góc luôn quý vị các bạn. Khiếp chưa? Người ta cũng bả bột nó trắng trắng lên rồi đó. Ui, khiếp. Đó, cho nên là một cái lô đất mà 100 m² thì chừng khoảng 700 triệu quý vị. 700 triệu. À, không biết đây là cái tiềm năng nó như thế nào. Nhưng mà nếu có một cái cầu nối từ phà Cát Lái qua, không phải đi phà quý vị ha. Không đi phà. À, rồi có một cái cầu từ ở nhà bè á, nó qua cái sông nhà bè mà bắc qua đây thì chắc là cái khu vực này đất đai thì nó cũng còn lên, không biết là mình nghĩ như vậy thôi. Chứ bây giờ hiện tại thì khoảng 700 triệu luôn, có nơi chào 700 triệu luôn, 900 triệu luôn. Nhưng mà mình nghĩ là 500-600 chắc người ta cũng bán rồi, tại vì nó lâu quá rồi. Đó, những cái hàng rào cây xanh mà quý vị các bạn thấy không, cây này mà người ta trồng lên nó tốt như thế này, giống như cây cổ thụ luôn à. Đây giống như cây me quý vị, cây me tàu á. Khiếp chưa?
Đó thì người ta quy hoạch là biệt thự vườn ha, nhà vườn, nhà liền kề, biệt thự song lập rồi này kia ha. Đó, mà giờ quý vị thấy đất đai bao la luôn, có những chỗ người ta làm nhà lên rồi bây giờ người ta bỏ hoang. Đó, những căn nhà vừa rồi đó quý vị thấy không? Đây một cái nhà gì lớn thiệt là lớn, mà cũng giống như là cái chỗ nó giống như những cái ngôi chùa đó quý vị, mà không phải, đây là nhà xung quanh cây không, ta để luôn này, giờ nhìn nó âm u quá trời của đất, nhìn nó hoang vắng quá. Ôi sợ quý vị, thật sự đây mà ban đêm thì thôi sợ. Không biết là cư dân người ta sống trong đây thì như thế nào, thỉnh thoảng thì cũng có một vài căn nhà người ta ở, nhưng mà người ta ở theo cụm đó quý vị ơi, chợ riêng lẻ quý vị thấy. Ui, đây cũng ngày xưa cũng một thời kỳ oanh liệt đó quý vị này, làm kiểu cỏ nó cũng dữ đó, bây giờ nó hoang vu dữ ta. Đây có một cái sân để đậu xe rồi này kia không. Đó, quý vị và các bạn thấy cây mà cây xanh mà trồng thêm hai bên vỉa hè mà nó tốt như thế này là quý vị và bạn biết rồi. Cái nhánh nó ra ghê. Đó, còn đây cũng vậy này. Đây ngày xưa người ta cũng làm một cái kiểu như là cái quán cà phê hay là cái quán ăn gì đây này. Quý vị thấy không? Có sân bãi rồi, có đi lên đi xuống không? Cửa nẻo rồi đầy đủ. Ui giời, đủ đủ trái này. Khiếp quá quý vị. Thì khu vực này hiện tại thì nó cách khoảng trung tâm thành phố trong khoảng nếu mà mình đi theo cao tốc đi vô đây hoặc là đi theo phà cắt lái cách trung tâm thì cũng khoảng ba mấy bốn chục cây á, đi theo phà cắt lái vô đây cũng được, hoặc là các bạn đi cao tốc có một cái đường nhánh rẽ vô trung tâm thì Nhân Trạch nó rẽ ở đây, nếu mà đường xá không kẹt xe thì chạy cũng khoảng tiếng đồng hồ, đi phà đi phía cũng hơn cả tiếng đó, trừ trường hợp mà đây mà cái kết nối ngon lành thì mới ấy thôi, chứ còn cái vùng đất này thì nó hơi bị sâu, nó có thể là đứng nhìn thấy Sài Gòn á, nhưng mà giao thông đi thì hay lắm. Hồi sáng mình đi xuống đây là mất đi bên An Phú An Khánh chạy qua đây mất khoảng gần 2 tiếng đồng hồ mới vô được đây. Tiếp qua. Đó, quý vị thấy cây xanh hai bên đồ đẹp không, đường xá đồ hầu như là đường như bàn cờ luôn, đường chỗ nào cũng có đường hết á. Nhưng mà đó cư dân thì nói như thế này quý vị, ngày trước mình cũng nghe nói cái dự án này người ta về người ta đầu tư dữ lắm luôn, tại vì đất nó rẻ mà thời kỳ nó sốt mà đất khoảng 9-10 triệu mét thì người ta coi như một lô tỷ tỷ mấy, là nhiều người vô đây đầu tư đó quý vị, nhiều người vô đây đầu cơ đó, bây giờ chào bán ha rầm luôn, chào bán quá trời đó, đất này là đất thổ cư hết luôn, mênh mông bát ngát, hình như người ta trồng cái củ mì đó quý vị, người ta trồng cái củ mì bây giờ người ta ấy kiếp quá, chạy suốt mà có thấy cái bóng người nào đâu đó, cũng vài nhà người ta ở nhưng mà rồi người ta đi làm đi lụng ngoài này kia đó. Ui à, khiếp ha. Nó khu vực này thì ban đêm không dám ra đường này. Ui, ở đây bên tay phải của vị các bạn đây cũng có một cái nhà hoang. Nhìn tiêu điều ha, tiêu điều sơ sát, nhìn nó hoang vắng quá trời có đất. Ngày xưa cũng một thời oanh oanh liệt liệt, thời kỳ bất động sản sốt nóng khu vực này, ai cũng nói về cái Nhân Trạch. Và cái huyện Nhân Trạch này ngày xưa người ta quy hoạch các cái khu công nghiệp với khu dân cư á, người ta nườm nượp lắm quý vị, đông lắm luôn á. Cho quý vị thấy không? Đường xá thì như bàn cờ, mà mình nói đường xá như bàn cờ luôn á. Đây là toàn khu dân cư hết rồi mà
lâu lâu có một cái cụm nhà người ta làm với nhau thôi. À, rồi ví dụ như ở mà ở chung với nhau thì được, chứ mà ở một nhà thì rồi cuối cùng người ta cũng rút rút dù người ta đi. Mình cũng mong sao cái khu vực này có cư dân đồ về ở, giá cả là ok lắm quý vị, giá cả mà 700-800 triệu một lô 100 m² thì quá quá ngon rồi. Ui, ở đây cũng có một căn nhà hoa đó, nghĩa là 700-800 triệu, 900 triệu một lô là cũng phù hợp với túi tiền đấy. Nhưng mà cơ bản nó khu vực này rồi, không biết đi làm ra các cái khu công nghiệp nó như thế nào mà không hiểu hiểu tại sao, ví dụ như cơ bản là cư dân ở đâu về thôi, chứ còn ui ở đây cũng vậy, người ta xây lên người ta bỏ luôn đó quý vị. Ừ, nhìn ở đâu, ui 1 2 3 lầu, trệt 3 lầu luôn, xây hết rồi, bê tông xây hết rồi, ui à. Khiếp. Đúng là vào đây thì không nói nên lời rồi quý vị, vào đây không nói nên lời. Các cái trục đường mà khi đi vào đây không, đường đẹp lắm. Nói chung cái những cái tuyến đường chính đó, một bên như vậy 3 4 làn xe, 3 3 làn xe. Còn vô đây thì hết nói rồi, vô đây thì đường nó xuôi ngược đầy đủ hết như một cái hệ thống bàn cờ. Đó, đây những căn nhà người ta làm đến hoành tráng ghê không quý vị các bạn. Đó, cũng 1 trệt 3 lầu. Trống trơn quý vị ơi, xung quanh người ta trồng mì. Đó, để trên cái trục đường chính luôn đó chứ, làm hết rồi, xây tô rồi luôn rồi ha. Chỉ việc gắn cửa gắn nẻo rồi làm nội thất đó, ốp gạch rồi này kia, điện đóm rồi vô là coi như xách vali về ở rồi. Đó, cuối cùng như vậy ha, khiếp ghê quá. Những cái trục đường này này nối với trung tâm hành chính của huyện Nhơn Trạch không, của thành phố Nhơn Trạch, không biết bây giờ đã lên thành phố như quý vị các bạn. Cũng có những cái năm trước á, bất động sản nó sôi động lại, Nhơn Trạch là một trong những cái huyện mà nổi nổi nhất luôn, nổi nhất. Nhắc tới Nhơn Trạch thì ai cũng biết, và ở Sài Gòn nó đua nhau xuống đây để mua đất mua nền. Đi đâu cũng ngon, đi Nhơn Trạch. Tại vì những cái khu vực ở quận 2, quận 9 lúc đó nó mắc lắm. Lúc đó một lô tới 2 tỷ mấy, 3 tỷ một lô. Về đây thì nó rẻ hơn, cho nên người ta đổ xô vào đây người ta mua dữ lắm luôn. Đó, bây giờ là nó trở thành như thế này quý vị này. Đó, đây là những cái bảng của các anh môi giới nhiều vô số kể. Hai bên, hai dãy từ đây ra tới tất cả các cái trục đường luôn nha. Đó, thì hôm nay là đây, đây cái trục đường lớn này quý vị, 3 làn xe luôn quý vị, các bạn thấy không, 3 làn xe luôn. Trục đường này là xuyên tâm đi vào các cái khu công nghiệp rồi vô vô các cái trung tâm của huyện Nhơn Trạch đó. Trong khi đó thì ở ngay góc này có một cái căn nhà cũng hoang, giống như nhà bỏ hoang ngày xưa đó, thời kỳ Pháp Pháp thuộc rồi này kia, nó rõ ràng có những cái căn nhà hoang như thế này, bây giờ nó tái hiện đó, khiếp, làm lên rồi ngay góc đường luôn, xây tô hết rồi, kiểu như người ta làm người ta ấy, nhưng mà cuối cùng không có cư dân á, chạy ngoài đường ấy thôi, cuối cùng như này kiếp quá. Thật sự là mình đi xuống đây một cái dự án mình cũng thấy xót xa, quá xót xa luôn đó. Thì trên đây Sài Gòn Camera hôm nay đã quay cho quý vị vào một cái dự án mà cũng rất là nhiều cái nhà hoang, đất hoang, quy hoạch thì rất là đẹp. Mong rằng tương lai cái dự án này sẽ được hồi sinh để cho những người có thu nhập thấp có thể sở hữu được. Tại vì một lô như vậy có 600-700 triệu, 800 triệu, 900 triệu gì đó thì cũng có thể sở hữu được. Quý vị, người ta nói nuôi trâu không? Đây là những con trâu. Rồi, video đến đây cũng đã kết thúc rồi quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn tràn đầy năng lượng, khỏe và thành công. Xin thân ái chào tạm biệt.